Biết được cái cách này á là bạn có thể song ngữ cho con ngay tại nhà, cực kỳ dễ. Giống như ngày xưa mà các bà, các mẹ chúng ta hay làm gì để dạy ngôn ngữ cho chúng ta từ nhỏ, hát ru đúng không? Vậy thì tại sao chúng ta không có sử dụng cái cách đó bằng tiếng Anh để chúng ta dạy song ngữ cho con ngay từ nhỏ? Ở Iflita có một cái chương trình học về Ibambi bài hát á, là trong đó hướng dẫn cái cách sử dụng những bài hát ru trong tiếng Anh này, hướng dẫn những cái cách mà các bạn sử dụng những cái bài hát thông thường này, hướng dẫn những cái cách mà các bạn có thể sử dụng những cái bài hát ví dụ Happy New Year hay là những cái bài về Merry Christmas. Tất cả những cái điều đó Thảo đã tổng hợp hết tất cả những cái bài hát, không những chỉ có bài hát mà còn có sách để cho các bạn hát này, rồi có những cái mẫu câu, những cái từ vựng để ngay lập tức khi các bạn hát xong á, các bạn bật nhạc lên á là các bạn có thể hát. Đồng thời khi mà các bạn tắt nhạc đi, các bạn có thể nói tiếng Anh với con về cái chủ đề mà các bạn vừa hát luôn. Thảo hướng dẫn hết tất cả những cái điều đó cho các bạn. Nên là những cái người mẹ nào mà chưa giỏi tiếng Anh thì ngay lập tức cũng có thể hát được tiếng Anh với con, nói được tiếng Anh với con. Những em bé nào mà lần đầu tiên tiếp xúc với tiếng Anh thì không những chỉ có thể phát triển được về ngôn ngữ mà còn phát triển được tâm hồn. Tất cả những điều đó có trong khóa học Ibambi bài hát với một mức đầu tư cực kỳ thấp, nhưng mà các bạn có thể song ngữ cho con ngay tại nhà. Hãy inbox ngay, Thảo sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn.